Ok bạn ạ, và thử thách cuối cùng của chúng ta cũng là thử thách khá là mệt mỏi, đó chính là đi bơi mọi người ạ, đi bơi. May mà mình có hồ bơi ở đây sẵn rồi, cho nên mình sẽ bơi ở đây luôn bạn ạ. Oh my god. Giờ xuống đi. Oh, Grip mơ biết bơi các bạn ơi. Sửa ra.